Hi, và mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Trend League Gamer cùng tựa game Anime Fighter Simulator. Trong video lần này thì vào server thường tròn mấy bạn chơi ha. Thì hiện tại nè các bạn thấy mình lấy một cái đội hình ra thì nó cũng rất là củ chuối với cái đội hình lúc trước của mình. Nhưng mà trước tiên á thì cần phải thay đổi để mình lấy quyển sách nha bạn. Dẹp cái con số già đi ha. Rồi kế đến là mình sẽ tắt cái phần auto clicker nè. Rồi tắt luôn cái đam chí mạng nè. Rồi mình sẽ kêu thử mấy bạn kéo rai mình ải 60 nha bạn. Mình cũng lấy có 5 con à. Coi như là không có lấy con thứ 6. Kêu mấy bạn kéo rai ải 60. Rồi với cái đội hình cũ của mình đó thì chắc chắn là mần là dễ lắm rồi các bạn ơi. Dễ dàng. Rồi vậy là ok rồi ha. Đó có quyển sách. Ê từ từ. Phải tắt luôn cái chạy nhanh đó các bạn. Đây tắt luôn cái này nè. Đó mình là phải đi nữa cà rê vậy á, nó mới bựa. Rồi mình sẽ kêu các bạn ơi kéo ải mình 60 đi. Để xem nào. Để thử coi server thường có mấy bạn nào kéo được room 60 không? Tại vì đa số mấy bạn mạnh á là toàn là ở trong server VIP không các bạn ơi. Tại trong xe vừa VIP đi cùng với bạn bè. Chứ ra ngoài đây á, thì đi ải mấy bạn không hiểu ý nhau á, thì dễ bị lỗi lắm các bạn. Trời ơi giờ đi bằng ải 1 chán ghê luôn cơ. Đội hình của ai vậy? Vui vậy? Ý. Ôi có Megumi nè. Đã vậy. Hình như là quay trong cái vòng quay đó các bạn. Nè 1.9% mới ra. Trời ơi kiểu này là chết rồi. Chờ mình với. Từ từ chờ mình với các bạn ơi. chờ với bạn đi nhanh quá. Hình như là trong đây có bạn có đội hình ở đây nè có bạn ở map 12 chắc luôn. Con này ở map 12 nè, nhìn là biết liền à, tại quay hoài mà các bạn. Nhưng mà không có tu lít đúng bất tiện luôn á các bạn coi nè. Ôi đất ơi gì vậy. Đúng bất tiện luôn, phải bấm vậy nè. Nên là các bạn nào mà trải nghiệm game này á, thì mình cũng đã nói rất là nhiều lần rồi. Đừng tiếc vì 69 Rubik á. Các bạn mua chừng 2 cái này thôi cũng ok rồi. Coi như là mình không có Rubik nhiều á, thì bạn mua ít để các bạn trải nghiệm cho nó tốt. Chứ không có cao tù lít nó bất tiện lắm các bạn. Đây nè, mình mở cái lít lên là nó khác biệt liền nè. Bình thường là mình phải tự bấm vô đây mình lít đúng không. Còn bây giờ thì mình có cao tu lít á thì nó sẽ tự nhảy tự giật nên là nó cũng sung sướng lắm. Giả núp mà quên đổi tên kỳ anh. Đâu phải. Yếu từ đó giờ mà bởi vậy bạn nó không biết gì hết. Đó bây giờ nè nó mình chỉ vô cái nó lít nè ha. Đó ngon nành. Nhìn thấy bạn Akatsuki chát cái dòng này lên thì mình mới nhớ ra một chuyện các bạn. Hiện tại Roblox á là cho phép mình đổi tên đúng không? Hay là cosplay tên của người khác. Nên là các bạn cũng thận trọng bị những cái tên cosplay đó đánh lừa là những bạn YouTuber khác. Hoặc là mình đây xin xỏ Robert mấy bạn là vô chửi mình hoặc chửi mấy bạn khác là tội nghiệp lắm nha. Tại vì tụi mình á là không có xin Robert từ mấy bạn hay là hack ạc hay là làm cái gì ạc của mấy bạn hết. Mà mấy bạn tin tưởng là mấy bạn chết. Nếu mà bây giờ á, mấy bạn gặp một cái tên y chang mình, Trendly1995HCNM, hay là một cái bạn YouTuber nào khác, fan ơi cho mình Robert, cho anh xin 100 Robert, 200 Robert, là cho anh mượn 100, 200 Robert, mai mốt anh trả. Dẹp nha các bạn, chữ thẳng cho mình. Dù bây giờ cái tên này đi chăng nữa, nó đúng thật sự 100% luôn, thì các bạn cũng không nên cho ha. Nếu mà bây giờ mình mở miệng xin Robert, là mấy bạn cứ chữ thẳng trong đầu cho mình. Vậy là ok ha. Tại vì hiện tại là trường hợp lừa đảo rất là nhiều ở mấy cái group nè, rồi Discord tạo fake của mấy bạn YouTuber khác hoặc là mình đây á, lừa đảo rất là nhiều. Nên là mấy bạn thận trọng và cẩn thận để bị lừa nha. Bị lừa thì mấy bạn vô chửi tụi mình, nhưng mà thật sự á là tụi mình không có biết cái gì hết. Mấy bạn vô chửi tụi mình hack ạc, rồi lừa mấy bạn ngàn Robert, rồi mấy ngàn Robert, thậm chí là mười mấy ngàn. Tụi mình không có làm điều đó, nên là mấy bạn thận trọng cho mình. Cứ đụng đến ạc mấy bạn hay là đụng đến Robert của mấy bạn là chửi thẳng cho mình. Dù có là cái tên chính thức của mình đi chăng nữa nha. Nên là mấy bạn nhớ điều đó nha. Chán thiệt chứ các bạn.
đang giả lớp mà gặp đúng hai fan cứng nữa chứ. Chết thiệt luôn. Giả kiểu này chết rồi. Men chính giấu nghề mà gặp mấy bạn khác bắt được nghề của men chính xong rồi. Giả lớp kéo trai. Biết tiêu đề của anh luôn nữa kìa. Biết nãy ra đổi tên được rồi. Biết thiệt chứ. Giả núp kiểu này không xong rồi. Biết nãy đổi tên có chữ thêm số 1 đằng sau. Mà thôi, thà mình để chính vậy. Bạn nào biết được biết em. Hình như là thấy ải 54 là mình thấy không xong rồi các bạn ơi. Không xong rồi. Tại vì trong đây mình không thấy có bạn nào có đội hình bí ẩn hết à. Nó chắc có thể là mình nghĩ là mình nên bộc lộ sức mạnh đi các bạn à. Men chính giấu nghề vậy chết. Ủa, sao đội hình của bạn này kỳ vậy, coi đi kìa bạn. Gì vậy? Nó đi slow motion. Ngộ lắm luôn. Nhưng mà mình muốn có cái con Megumi này nè mà không được. Bạn nó cũng hên đó chứ. Thôi chắc men chính nên bộc lộ sức mạnh rồi các bạn ơi. Chứ tới ải 55 vậy là không ổn đâu. Nên ra tay rồi. Ủa còn một con. Đi 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 đi. Ok. Bây giờ thì lấy con số già ra. Nó ngon lành. Chỉnh cái này huyết đam lên. Rồi chạy nhanh lên. Ok. Ngon lành. Trời ơi, ải 60. Nếu mình là đơn giản. Coi coi đội hình mình đam nhiêu đây. 32, 131, 31, 30. Có hai con bí ẩn rồi, quá tuyệt vời. Nhưng mà thấy vậy phải kiếm thêm mấy bạn ơi. Chứ tương lai mà ra rắc tinh bí ẩn là mình cắm đầu cắm cổ quay là không được đâu. Nên là cái gì mình cũng sẽ trữ trước. Có thể là mình trữ Ami. Thôi mà Ami bây giờ tầng cũng thấp rồi. Chắc là trữ cái con ở tầng 12 đi. Quay tầm 5-6 con để đó sẵn. Chừng nào ra rắc tinh bí ẩn cái mình xài luôn. Ải 59 rồi đây các bạn ơi. Đây là cơ hội của những bạn mà muốn có thêm một slot tướng nữa ha. Chắc chắn là lên được rồi. Mình ra tay mọi chuyện sẽ xong ngay các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình phải nâng cấp lên nữa không ta? Ui! Phan, cái gì đây? Từ từ các bạn ơi. Mình thấy có một cái hiện tượng lạ lắm. Ủa? Tại sao lại còn dương con đây? Trời đất ơi! Đâu ra đây? Ngon vậy? Ôi quay ra hồi nào cũng hay luôn. Ý nè. Ở bên Discord leader có chụp hình đăng lên nè bạn. Kêu mình vừa mới vào game mình quay cái ra nè. Đây nè, để mình mở tấm hình lên cho bạn coi ha. Đây. Ra mà mình không biết luôn. Tại vì lúc đó đó là mình muốn giảm tiền đi vào server troll mấy bạn chơi nè. Y vậy nè. Nhưng mà nó lại ra luôn con này. Lúc đó mình còn có khoảng 2 tỷ mấy à. Quay lại ra đọc thì chứ. Lúc đó là mình không nghĩ là mình cần con bí ẩn luôn. Mà lại lòi ra. Đúng đọc. Đã nha, tuyệt vời nha. Ngon. Thôi vậy là có động lực rồi các bạn ơi. Hẳn tiến lên ải cao nhất luôn nha. Để xem đội hình của mình nó giới hạn đến đâu. Các bạn chờ nha, sẽ nhanh thôi. Pop. Mình sẽ ăn cái con boss 1.2T cho bạn coi. Hết nổi à. Cạn chào giáo máng à. Mình đi được 2.03T nha bạn. Mấy bạn này đi được 61 tỷ nè. Còn bạn này đi được 11.8M à. Còn bạn Naruto kia đi được 174M. Cao dữ ta. Ủa vậy là bạn này yếu hơn bạn Naruto lúc nãy à. Rồi bây giờ để mình coi coi. Mình lấy cái con kia ra mới được. Không thể nào ngờ là mình có thêm một con nữa là ba con luôn. Kinh dị thiệt. Đúng là quái dị mà. Quái dị hết sức. Quái dị quá mức. Nấu lòi ra thêm con đọc thiệt chứ. Đáng lý ra đó là tưởng hai con à. Lâu lâu cái lục túi cái là lòi ra con bí ẩn à. Nhưng mà mình quay ra nó không có báo mới đọc.
báo là mình biết rồi. Để coi coi có con nào cho con kia ăn cho lên cấp không ta. Con nào phản cấp trăm hai mấy á. Nè Ami nè. Thôi để dành các bạn ơi. Mình sợ admin á. Mình sợ admin ra cái rutin bí ẩn nữa mệt lắm. Kiếm lại con muốn trào đòm lòi mắt ếch á. Thì ba con này thì nó ghê gớm rồi các bạn ơi. Mình không bàn cãi nữa ha. Ba con này thì dữ dội à. Hai con 131, con 111. Con số cũng đẹp đấy. Dứt liền. Ba con nhảy vô là nia nịa liền chứ. Lên trên đây nè. Ôi con này đến 52 dữ à. Ba con này hợp lực lại thì mình có khoảng đâu là 125m một lít ha. Đánh cũng rất lẹ các bạn. Trời ơi, coi nó xây tháp kìa, xây một lượt ba cái. Nó xây lượt ba cái tháp kinh dị thiệt chứ. Quá đã, quá tuyệt vời. Nhưng mà mình muốn có con shiny hơn. Mình quay từ đó giờ á, không biết con shiny bí ẩn nó ra làm sao, nó như thế nào luôn, quay không có ra. Có mấy bạn may mắn á, mấy bạn lúc không có cao như mình á, nhưng mà lại quay ra con shiny bí ẩn. Con Gon nè, mình thấy mấy bạn chụp hình khoe trên group mình á. Gon nè, rồi có con shiny bí ẩn này luôn. Rồi có con Ami nữa, nói chung rất là nhiều những con bí ẩn mà mấy bạn chụp hình khoe. Mà trong khi mấy bạn có 7 lúc, các bạn 4 lúc luôn. Ghê thiệt chứ. Ngưỡng mộ mấy bạn luôn á. Trong khi mình có game pass, mình quay hoài không ra con bí ẩn shiny. Còn mấy bạn khoe toàn bí ẩn shiny không? Ghê gớm thiệt. Ở video đến đây thì xin phép mấy bạn là mình tạm dừng ha. Thì hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo của mình. Bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ video lần này cho mình nha. Bye bye.